Chào các bạn, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2021. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. 105 di dân lậu đã bị nhét trong xe vận tải. Hôm thứ Hai thì cảnh sát ở Texas đã tìm thấy 105 người ngồi chật kín trong thùng xe của một xe vận tải khi chặn giữ chiếc xe này để kiểm tra. Theo Bộ An toàn Công cộng Texas, viết tắt là DPS, cảnh sát đã chặn chiếc xe vận tải tại thành phố biên giới Laredo. Trong hình ảnh được nhà chức trách công bố cùng ngày, thì các di dân lậu được nhìn thấy đang ngồi chen chúc trong thùng xe. Tài xế xe tải đã bị Bộ Nội an điều tra. Vào tháng trước, thì Thống đốc Greg Abbott đã điều động hơn 1.000 cảnh sát viên của Bộ DPS và binh sĩ vệ binh quốc gia đến biên giới trong chiến dịch Operation Lone Star nhằm tăng cường an ninh biên giới. Thống đốc Abbott sau đó mở rộng chiến dịch này để chống nạn buôn người tại biên giới, bao gồm cả việc yêu cầu cảnh sát thẩm vấn các thiếu niên vượt biên một mình để xác định các nạn nhân bị buôn người. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một thiếu niên 14 tuổi đã cầm dao đâm cha mẹ của mình. Một thiếu niên 14 tuổi đã bị cáo buộc là dùng dao tấn công cha mẹ, khiến cho người mẹ bị thiệt mạng và người cha thì bị thương nặng. Án mạng đã xảy ra trong vùng vịnh San Francisco trong 6 tuần qua. Vào ngày thứ Hai thì cảnh sát cho biết sự việc xảy ra vào sáng sớm hôm thứ Sáu tại thành phố Fremont. Nhân viên y tế đến nhà thì thấy người mẹ đã thiệt mạng và người cha thì bị nhiều vết đâm. Người cha được đưa vào bệnh viện trong tình trạng thương tích nghiêm trọng nhưng đã ổn định. Một người dân đã báo với cảnh sát về một thiếu niên dính đầy máu sau hơn 30 phút tìm kiếm trong khu dân cư. Cảnh sát tìm thấy thiếu niên ở cách nhà khoảng 1 dặm. Các điều tra viên đang tìm hiểu nguyên nhân đưa đến gây án. Danh tính hung thủ không được công bố vì còn trong tuổi vị thành niên. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì 4 người đã chết trong một lễ hội âm nhạc tại tiểu bang Michigan, nghi là do nhiễm độc khí carbon monoxide. Cảnh sát tiểu bang Michigan đang điều tra về vụ việc 4 người tử vong tại một lễ hội âm nhạc đồng quê, trong đó có 3 người được cho là thiệt mạng do nhiễm độc khí carbon monoxide. Hôm Chủ nhật ngày 18 tháng 7, thì các quan chức tiểu bang Michigan cho biết họ đang điều tra cái chết của 4 người tại một lễ hội âm nhạc đồng quê, trong đó có 3 người đàn ông nghi là bị tử vong do nhiễm độc khí carbon monoxide. Các quan chức nhận được cuộc gọi báo cáo về vụ việc khoảng 1 giờ 27 phút chiều hôm thứ Bảy về những người bị bất tỉnh tại lễ hội âm nhạc Faster Horses Festival được tổ chức tại Woodstock Township. Khoảng 5 người đàn ông ở độ tuổi 20 được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh. Trong đó có 3 nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường và 2 người được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các nạn nhân được cho là đều bị nhiễm độc khí carbon monoxide, văn phòng cảnh sát trưởng quận Lenawee cho biết. Điều tra ban đầu cho biết khí carbon monoxide bị rò rỉ từ một máy phát điện nằm rất gần xe kéo du lịch nơi những nạn nhân tụ tập trong lễ hội. Cũng trong ngày Chủ nhật thì cảnh sát tiểu bang đang điều tra cái chết của Melissa Donna Heavens, người được tìm thấy tử vong vào sáng sớm hôm thứ Bảy tại Faster Horses Festival. Các thám tử đang yêu cầu trợ giúp xác định người đàn ông đã ở cùng với Heavens vào thời điểm nạn nhân tử vong. Nghi phạm được mô tả là nam giới, da đen, khoảng 30 tuổi, tóc đen ngắn, râu ngắn và mặc áo hoodie màu xám. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì các nạn nhân đã chết ở trên giường, ở trong xe và ở dưới hầm vì lũ lụt ở nước Đức. Những người già thì chết trên giường vì không dậy được hoặc vì không nghe thấy âm thanh của lũ quét. Thanh niên thì tử vong vài phút sau khi giúp đỡ người khác. Nhiều người chết trong xe vì bị kẹt giữa sóng lũ. Linh mục Joe Merrier nói và cho biết các nạn nhân của đợt lũ lịch sử vừa qua đến từ mọi tầng lớp xã hội. Trận lũ ập đến như một cơn sóng thần. Ông Mirror nhớ lại, cầu cống, nhà cửa, đường dây điện, những thứ cấu thành thị trấn này đều đã biến mất kể từ đêm đó, tức là đêm 15 tháng 7.
Mere kể lại ông đã được gọi đến hiện trường đổ nát khi lực lượng cứu hỏa tìm thấy thi thể của một người phụ nữ mà ông quen. Người chồng biết vợ mình đã ở dưới tầng hầm và anh ấy phải đợi 2 ngày để thu nhặt được thi thể của vợ, ông Mere nói với AP. Nhiều cư dân của Arwela hiện tập trung vào việc dọn dẹp hậu quả cơn lũ trước khi bắt tay vào tái thiết thị trấn. Chúng tôi phải bắt đầu lại, Paddy Amanatidis là chủ tiệm bánh pizza La Pella nói. Chúng tôi đã chiến đấu theo cách của mình để vượt qua đại dịch COVID-19 và lũ lụt cũng sẽ không thể đánh gục chúng tôi. Gần 200 người đã thiệt mạng trong đợt mưa lớn kéo dài và lũ lụt bất thường ở Tây Âu vào giữa tháng 7. Giới chức Đức cho biết con số thương vong ở Arwela lên đến 110 người, khiến khu vực này trở thành nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Khoảng 1.300 người của quận này được cho là đã mất tích. Armin Laschet, thủ hiến của tiểu bang North Rhine-Westphalia, cho rằng tình trạng thời tiết cực đoan là kết quả của hiện tượng nóng lên toàn cầu và chúng ta sẽ phải đối mặt với những sự kiện như vậy nhiều hơn trong tương lai, ông Laschet cảnh báo. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một chuyện thật là ngược đời. Nửa triệu dân Trung Quốc đã yêu cầu WHO điều tra nguồn gốc COVID-19 tại Mỹ. Cuối tuần vừa qua, Thời báo Hoàn cầu đưa tin một nhóm cư dân mạng Trung Quốc đã viết một bức thư yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới điều tra đại dịch COVID-19 ở Mỹ. Chỉ sau 24 giờ đồng hồ thì bức thư này đã thu hút được nửa triệu chữ ký từ người dân Trung Quốc. Nội dung bức thư nhắc đến Viện Nghiên cứu Quân đội Mỹ về các bệnh truyền nhiễm, viết tắt là USAMRIID, của quân đội Mỹ được đặt tại tiểu bang Maryland. Đây là nơi lưu trữ, nghiên cứu những mẫu virus nguy hiểm như Ebola, đậu mùa, SARS, MERS và virus corona chủng mới. Vào năm 2019, thì phòng thí nghiệm này đã bị đóng cửa tạm thời sau cuộc điều tra của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, viết tắt là CDC. Với lý do đóng cửa là các vấn đề cơ sở hạ tầng liên quan đến việc khử nhiễm nước thải. Trong bức thư thì phía Trung Quốc lại cho rằng lý do này là dối trá và chỉ ra một nghiên cứu hồi tháng 6 cho thấy COVID-19 có thể đã xuất hiện tại Mỹ vào đầu tháng 12 năm 2019, nhưng đã bị Washington DC giấu nhẹm về lý do an ninh quốc gia. Ngoài ra, bức thư còn nhấn mạnh Trung Quốc cho phép các quốc gia phương Tây tới Viện Virus Học Vũ Hán để điều tra về bệnh dịch, nhưng Mỹ thì không chia sẻ bất kỳ thông tin nào về phòng thí nghiệm ở Fort Detrick. Hồi đầu năm nay thì các chuyên gia y tế của nhiều quốc gia và WHO đã tới Trung Quốc để điều tra về nguồn gốc đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, đợt điều tra này không thu được kết quả do gặp nhiều khó khăn trong việc trao đổi thông tin với Trung Quốc. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì sợ bị bệnh cho nên một người đàn ông ở Hồng Kông đã khai gian để chích ngừa 4 mũi vaccine COVID-19. Ngày 19 tháng 7 thì chính quyền Hồng Kông tuyên bố lên án hành vi ích kỷ vô trách nhiệm của một người đàn ông đã chích 4 mũi vaccine ngừa COVID-19. Theo chính quyền Hồng Kông, hành vi tự ý tiêm bổ sung vaccine không chỉ gây ra rủi ro về sức khỏe mà còn làm liên lụy đến những nhân viên y tế đã chích ngừa cho người đàn ông. Chưa kể đây cũng là hành vi lãng phí nguồn cung cấp vaccine của thành phố. Chính phủ Hồng Kông còn cho biết sự việc có liên quan đến hành vi khai báo sai sự thật và gian dối để trục lợi có thể cấu thành tội hình sự. Chính quyền sẽ điều tra và cân nhắc biện pháp xử phạt thỏa đáng nhất. Được biết, người đàn ông 30 tuổi và làm việc tại Hồng Kông dù đã được chích 2 mũi vaccine Moderna ở Singapore, nhưng người này vẫn tiếp tục nhận thêm mũi vaccine Pfizer-BioNTech để lấy hộ chiếu điện tử và vào các quán bar. Cố vấn đại dịch của chính phủ, giáo sư David Hui Su-chiong cho biết, việc tiêm 4 mũi vaccine COVID-19 chỉ khiến người được tiêm chịu thêm nhiều tác dụng phụ, chứ không có lợi cho sức khỏe. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì Mỹ đã dự định xây một căn cứ tình báo đặc biệt ở nước Anh để giám sát Nga và Trung Quốc từ không gian.
Theo hãng tin Sky News, thì Bộ Quốc phòng Mỹ dự định xây dựng 3 căn cứ tình báo đặc biệt để theo dõi các hành động của Nga và Trung Quốc từ không gian. Trong đó, một cơ sở quân sự này có thể được đặt ở miền nam của Vương quốc Anh hoặc là Scotland. Được biết, thiết bị được lắp ở Anh cho phép nhận dạng một vật thể có kích thước bằng quả bóng đá ở khoảng cách 36.000 km. Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ đưa căn cứ vào hoạt động vào năm 2025. Trung tá Jack Walker cho biết, việc xây dựng căn cứ tình báo đặc biệt này là cần thiết. Điều này giúp chúng tôi bảo đảm giám sát liên tục các mục tiêu nguy hiểm có thể đe dọa hệ thống của chúng tôi trong quỹ đạo địa tĩnh. Ngoài ra, hai cơ sở tình báo tương tự của Washington có thể được đặt ở Australia và tiểu bang Texas của Mỹ. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì tỷ phú Jeff Bezos đã bay vào vũ trụ thành công. Tỷ phú Jeff Bezos vừa bay vào vũ trụ trong chuyến bay đầu tiên của con tàu New Shepard của hãng Blue Origin, đi cùng với ông là em trai Mark Bezos, nữ phi hành gia 83 tuổi, Wally Funk, và một sinh viên 18 tuổi. Khoang tàu hình con nhộng chở phi hành đoàn Blue Origin đã tăng tốc gấp 3 lần tốc độ âm thanh trước khi đạt độ cao 80 km. Ranh giới mà Mỹ đã sử dụng để đánh dấu rìa không gian, phi hành đoàn đã lơ lửng trong trạng thái không trọng lực trước khi trở lại trái đất và hạ cánh xuống sa mạc Texas bằng một bộ dù. Chuyến bay ra mắt thành công này đánh dấu sự gia nhập của Blue Origin vào thị trường hàng không vũ trụ tư nhân cùng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong lĩnh vực du hành không gian, Virgin Galactic của tỷ phú Richard Branson và SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Ngoài sở hữu giá trị tài sản khổng lồ, thì tỷ phú Bezos, 57 tuổi, còn là người sáng lập công ty vũ trụ duy nhất thực hiện chuyến bay có phi hành đoàn đầu tiên của công ty mình, trong khi cả SpaceX và Virgin Galactic đều ra mắt các phi hành gia trước, thì tỷ phú Bezos là người đầu tiên tham gia vào phi hành đoàn. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì Mỹ đã tặng thêm 3 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tặng thêm 3 triệu liều vaccine của Moderna cho Việt Nam thông qua Liên minh Toàn cầu về vaccine và chích ngừa, viết tắt là GAVI. Sự kiện này có ý nghĩa lớn trong bối cảnh dịch bệnh tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng. Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam mới đây cho biết, chính phủ Mỹ quyết định sẽ viện trợ thêm cho Việt Nam là 3.060.000 liều vaccine của Moderna trong đợt tiếp theo. Sự kiện này nâng tổng số vaccine Việt Nam nhận được từ Mỹ lên hơn 5 triệu liều. Trước đó, thì đợt hỗ trợ vaccine đầu tiên từ Mỹ đã cập bến tại Việt Nam vào ngày 10 tháng 7. Trong đợt đầu tiên này, thì Mỹ đã chuyển cho Việt Nam 2 triệu liều thông qua chương trình COVAX. Sáng kiến đã giúp các nước đang phát triển tiếp cận với vaccine COVID-19 do Tổ chức Y tế Thế giới dẫn đầu. Bộ Y tế Việt Nam đã nhanh chóng lên kế hoạch phân phối số vaccine vừa nhận được tới 53 tỉnh, thành phố, lực lượng công an, quân đội và 20 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế. Sài Gòn là địa phương được phân bổ nhiều nhất cả nước với 235.200 liều, tiếp đó là Đồng Nai và Bình Dương, mỗi tỉnh nhận 65.520 liều và Long An với 31.920 liều. Vaccine của Moderna được chỉ định chích cho người từ 18 tuổi trở lên và mỗi người được chích 2 mũi cách nhau khoảng 28 ngày. Tại Việt Nam thì vaccine Moderna được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C từ tuyến tỉnh đến điểm tiêm chủng. Sự hỗ trợ của Mỹ có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với người dân Việt Nam lúc này. Việt Nam trước đây được xem là hình mẫu về khống chế đại dịch, nhưng hiện nay có số ca tăng cao và đang cần vaccine để ngăn ngừa dịch bệnh. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì cựu Tổng thống Donald Trump nói mọi người sẽ bị sốc về bằng chứng gian lận bầu cử tại Arizona và Georgia. Ông Trump đưa ra phát biểu nêu lên trong một tuyên bố phát đi qua Ủy ban Hành động Chính trị Cứu nước Mỹ vào tối hôm thứ Sáu 16 tháng 7. Cựu Tổng thống tuyên bố rằng các hãng truyền thông dòng chính đang đưa tin sai lệch lớn để cố gắng và làm mất uy tín của các số liệu khổng lồ về các bất thường, cử tri và gian lận bầu cử.
đã được phát hiện tại cả Arizona và Georgia. Khi những con số thực sự được công bố thì mọi người sẽ sốc. Những con số sẽ được công bố sớm và chúng là cực kỳ lớn và rất quyết định, ông Trump nói thêm. Đảng Cộng Hòa tại cả hai tiểu bang Arizona và Georgia đang thực hiện các cuộc thanh tra bầu cử 2020. Báo cáo về thanh tra bầu cử tại Arizona dự kiến sẽ được hoàn thành và công bố công khai trong vài tuần tới. Trong buổi điều trần công khai tại Thượng viện Arizona hôm 15 tháng 7, các nhân chứng đã tiết lộ một số thông tin ban đầu về cuộc thanh tra bầu cử tại hạt Maricopa. Dove Logan, giám đốc điều hành của Cyber Ninjas, nói với các thượng nghị sĩ rằng các kiểm toán viên không thể tìm thấy hồ sơ nào về việc hạt đã gửi hơn 74.000 phiếu bầu qua thư. Ông cũng cho biết các kiểm toán viên đã tìm thấy khoảng 18.000 người đã bỏ phiếu nhưng đã bị xóa khỏi danh sách cử tri ngay sau cuộc bầu cử. 11.326 người không có trong danh sách cử tri vào ngày 7 tháng 11 năm 2020, nhưng xuất hiện trên danh sách vào ngày 4 tháng 12 năm 2020, và 3.981 người đã bỏ phiếu sau khi đăng ký sau ngày 15 tháng 10 năm 2020. Bill Cotton, giám đốc điều hành của CFIR, một nhà thầu phụ làm công việc kiểm toán, cho biết việc phân tích hệ thống quản lý bầu cử và mạng đã phát hiện ra các vấn đề nghiêm trọng về an ninh mạng, bao gồm cả các chương trình chống virus không được cập nhật. Thượng nghị sĩ Cộng hòa tiểu bang Arizona là Wendy Rose thậm chí đang kêu gọi một cuộc bầu cử tổng thống 2020 mới ở tiểu bang của bà, yêu cầu các quan chức không xác nhận cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 năm ngoái. Bà Rose từng là người ủng hộ công khai các nỗ lực kiểm toán bầu cử của Arizona, hôm 15 tháng 7 đã viết trên Twitter rằng sau khi có các cập nhật về cuộc kiểm toán, bang Arizona có quyền được tổ chức lại cuộc bầu cử. Tôi kêu gọi thu hồi các đại cử tri của Biden ở Arizona và một cuộc bầu cử mới phải được tiến hành. Các đại cử tri của Arizona không được trao quyền một cách gian lận, bà đã tweet. Tôi đã nghe đủ rồi, với hàng chục nghìn lá phiếu được gửi qua đường bưu điện mà không được yêu cầu, hơn 10.000 người đã bỏ phiếu sau khi đăng ký sau ngày 3 tháng 11. Việc Maricopa không thể giao nộp 40% máy, các mật khẩu mà Dominion vẫn từ chối cung cấp, cùng với hàng chục nghìn truy vấn trái phép, đã chứng tỏ cuộc bầu cử không an toàn như thế nào, bà Rose viết. Trong khi đó, tại Georgia, nhóm liêm chính bầu cử VoterGa tuần này đã công bố báo cáo tiết lộ hàng nghìn lá phiếu giả mạo khả năng đã được tính đếm trong các cuộc bầu cử 2020 tại tiểu bang Georgia. Cho ông Joe Biden, VoterGa đã kiểm tra các bản scan lá phiếu của hạt Fulton, tiểu bang Georgia, và phát hiện đợt kiểm phiếu lại của giới chức hạt này trước đó đã có sai số lên tới 60%. Kênh truyền hình OAN dẫn nguồn từ báo cáo của VoterGa đưa tin rằng có ít nhất 4.200 phiếu bầu không hợp pháp đã được tính vào bảng kê tổng số phiếu cuối cùng, trong đó có 3.400 phiếu bầu cho ông Biden và 865 phiếu bầu cho cựu Tổng thống Donald Trump. Báo cáo của VoterGa cũng phát hiện ít nhất 7 bảng kê phiếu kiểm lại chứa hoàn toàn phiếu bầu giả mạo, trong đó bao gồm một bảng kê lô phiếu có 554 phiếu bầu cho ông Biden và 140 phiếu bầu cho ông Trump. Nhưng lại được tính đếm toàn bộ 850 phiếu bầu cho ông Biden, không có phiếu nào cho ông Trump. Ông Galen Favorito, đồng sáng lập nhóm VoterGa, đặt câu hỏi: tại sao ai đó viết 100-0, 150-0 vào các bảng kê, và những bảng kê này đã được đưa vào hệ thống và đã được báo cáo là những kết quả kiểm toán chính thức. Những người này là ai? Chúng ta không biết. Một số là các quan chức bầu cử, một số là các thủ thư, số khác là nhân viên của Happy Fix. Báo cáo của VoterGa cũng phát hiện hàng nghìn thùng phiếu sử dụng trong cuộc bầu cử 2020 tại tiểu bang Georgia vẫn đang bị thất lạc. Theo OAN, ông Galen Favorito bây giờ sẽ tiến hành khởi kiện nhằm vô hiệu các kết quả bầu cử gian lận tại Georgia trong cuộc bầu cử 2020.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị chưa nhấn nút subscribe và nhấn cái chuông ở bên phải của nút subscribe, thì mong quý vị hãy nhấn cái nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất từ kênh. Chân thành cảm ơn quý vị.